Chào mừng anh em đã quay lại với duythông.com. Đã qua một thời gian rất dài và cũng rất nhiều sự kiện xảy ra. Giờ cũng là năm Covid thứ hai. Mình đang cầm chiếc Sony A7C này cũng đã lâu nhưng giờ mới bắt đầu làm được. Trên xin cảm ơn Giang Duy Đạt đã hỗ trợ Duy Tôm về thiết bị cho clip này. Đầu tiên về cảm nhận bên ngoài thì đây là một chiếc máy bé. Dù nó là full frame nhưng nó bé, cảm giác là nó tầm tầm như mấy chiếc crop. Tuy nhiên thì vì nó là full frame nên lens cho máy lại to, nên tổng thể lại thì nó cũng nhỏ hơn thường một chút thôi. Ở đây thì cảm biến sẽ không có màn chắn. Sau khi lắp xong lens, đây là lens thường 85mm f1.8 nên nó khá gọn nhẹ. Nói chung với full frame thì khó mà đòi hỏi nó nhỏ hơn được nữa. Để bật máy ta gạt on off ở đây. Về các phím điều khiển ta có nút chụp ở đây, quay ở đây và vòng xoay chế độ thì ở chỗ này. Còn vòng xoay này là chỉnh EV sáng tối. Đây là chỉnh tốc độ và chỗ này là đỉnh chỉnh khẩu độ. Ấn vào đây để thay đổi ISO. Các nút còn lại thì cũng giống các model khác của Sony Alpha. Máy cũng có cảm ứng nhưng cảm ứng thì để lấy nét thôi. Còn khi ấn menu thì nó không cảm ứng được. Còn chỗ này là viewfinder. Viewfinder thời gian gần đây đã được cải tiến nhiều lắm rồi nên cũng không có gì để phàn nàn cả. Về vòng xoay chế độ, auto là tự động hoàn toàn. Ta có P, A, S, M là các mode chuyên. 1, 2, 3 là để dùng lưu tùy biến của cá nhân người dùng. Như vậy A7C không có mode chơi hỗ trợ người chơi mới, nghiệp dư. Về chất lượng hình ảnh, hiện giờ đang là dịch Covid ngay trước Tết nên mình cũng gọi là test sơ sơ thôi, chứ không setup được gì nhiều. Người mẫu thì cũng đã nghỉ Tết về quê sớm hết rồi. Với ấn tượng ban đầu, A7C dù chỉ chụp được 24 MP nhưng chất lượng cực kỳ xịn. Ảnh mịn không một gờn nhiễu, chụp nét căng. Màu A7C giờ cũng rất hiện đại, tươi và nịnh mắt. Làm phát khởi động nhẹ nhàng thảm tạo như vậy. Sau đó mình phi thẳng một mạch tới Nha Trang. Ở đây có hàng cau Diên Toàn rất nổi tiếng, là địa điểm mình muốn ghé thăm. Trên đường đi mình vớ được cảnh hoàng hôn rất đẹp nhưng cũng là một tình huống khó, tương phản mạnh, người nhỏ, khung cảnh lớn. Mình quyết định dùng lens 85mm chụp ảnh RAW một tấm và được kết quả như thế này. Sau đó hậu kỳ ta có được tấm hình như sau. Nói chung mình khá hài lòng với kết quả thẳng từ một file duy nhất không cần ghép HDR. Tiếp tục thẳng tiến tới hàng cau Diên Toàn, sau một tiếng mò thì mình cũng đến. Nhưng vô cùng đáng buồn là người ta đã cưa mất đúng hai cây ở giữa, trông như thiếu mất hai cái răng cửa vậy. Quá buồn luôn các bạn. Loan quanh chụp vài cảnh linh tinh, mình đành rời Diên Toàn mà không có kết quả gì đáng kể. Tiếp tục hành trình xuống Phan Thiết, bãi đá Ông Địa là nơi tuyệt vời để test khả năng xử lý màu sắc của A7C. Rất nhiều bạn sau khi mua máy xong trách Duy Tôm là sao tôi chụp màu nó không tươi sáng. Đây mình thử luôn cho các bạn, nếu để mặc định màu sắc tiêu chuẩn, cân bằng trắng tiêu chuẩn thì ngay cả A7C hơn 40 triệu nó chụp cũng ra thứ màu nhờ nhờ tối như thế này. Đấy, nếu cầm máy 40 triệu mà chụp ra ảnh này thì tất nhiên là bạn sẽ muốn phang chết mẹ luôn thằng review bố láo. Nhưng cứ từ từ, vì sau đây mình sẽ chỉ cho bạn cách setup màu, chỉ cần vài bước thôi nhưng sẽ khác hẳn. Trước hết chọn Creative Style, chuyển sang màu Vivid. Saturation trong trường hợp này mình để cộng 3 cho rực rỡ hẳn. Trường hợp khác các bạn có thể chỉnh ít đi cho màu đỡ rực. Chọn cân bằng trắng White Balance, rượt qua một lượt ta thấy Floor Warm White có vẻ phù hợp nhất, lên được đúng màu xanh mát của trời biển. Cuối cùng ta chọn ISO 400 cho ảnh mịn, tăng tốc độ lên 4 giây và phơi sáng. Ok, như vậy chúng ta đã có bức ảnh màu sắc lên khác hoàn toàn, chỉnh trực tiếp trên máy mà không cần hậu kỳ. Và sau đây là loạt test ISO. Chụp ở đây khá đông người và cũng không cần phải sợ ma. Như thường lệ giờ đã là full frame dòng máy mới thì mình cứ auto thử từ 6400 trở lên. A7C cho ấn tượng rất mạnh khi trời rất tối, không có ánh sáng nhưng máy vẫn bắt nét và lên được màu sắc. Ở ISO 6400, chất lượng mượt như nhung. Ở 12800, vẫn quá là ổn áp. Lên 51200, video có nhiễu nhưng vẫn dùng được. Và lên 102400, nhiễu và bét nhiều nhưng cũng không có nhiễu xanh đỏ. Mình quyết định thử bài test khó hơn nữa. Đây, hiện nay là 8 giờ tối, ngoài biển hoàn toàn không có ánh sáng và mắt thường cũng không nhìn thấy gì. Khi dùng A7C, chúng ta có thể nhìn xuyên màn đêm như thế này. A7C thực sự ghi lại ngoài kia đang có 3 chiếc thuyền câu với độ chi tiết rất tốt. Nói chung với khả năng xử lý này, A7C đang thuộc loại top 1 hiện nay, tính đến 2021. Quay lại bãi đá Ông Địa, lúc này đã là 9 giờ tối, mắt thường thấy lờ mờ. Và đây là hình ảnh ghi từ chiếc điện thoại thuộc loại đỉnh nhất hiện nay, Samsung S20 Ultra giá trên 30 triệu khi mua mới. Tuy nhiên S20 Ultra cũng không là gì cả đối với A7C. ISO 25600, A7C cho hình ảnh trong vắt, màu sắc rực rỡ.
Riêng về xử lý tối như này thì điện thoại vẫn còn khoảng cách rất xa đối với máy ảnh chuyên dụng. Sáng sớm mình ra chợ hải sản Mũi Né để chụp cảnh lao động. A7C tiếp tục cho mình những thước phim màu sắc trong và tươi tắn. Toàn bộ ảnh ở đây mình để màu sắc gốc, không chỉnh sửa gì để các bạn dễ hình dung về tông màu của máy. Tranh thủ rẽ qua Bảo Trắng lên Đà Lạt, mình quay được một ít timelapse và chụp vài ảnh tại đây. Về thống lấy nét, đã có 693 điểm thừa kế từ chiếc máy đình đám A9 và nó lấy nét vào mắt và mặt, áp dụng cho cả người lẫn động vật chim thú. Về chụp liên tiếp, ta có thể chụp tới 10 khung hình nhân giây và nó giã cũng như súng liên thanh vậy. Chức năng Interval Shooting chính là timelapse. Timelapse này mình sẽ phải tự ghép lại bằng phần mềm. Về kết nối, ta có thể kết nối với điện thoại qua app riêng của Sony, đó là Imaging Edge Mobile. Máy có Bluetooth, ta có thể tag được vị trí chụp ảnh bằng cách kết nối điện thoại và dùng tính năng Location Info. Về quay video, ta có quay được 4K hoặc là quay Full HD. Chất lượng của A7C là rất tốt. Nó không có thông số cực kỳ khủng khiếp khủng long bảo chúa nhưng cũng rất đẹp, hoàn toàn đủ dùng. Về slow motion, A7C có thể quay chậm 4 lần ở Full HD. Và sau đây xin mời các bạn đến với những con dốc huyền thoại của miền đất Pleiku. Check the mic and make sure it sound right, boys. Về các khe cắm, trước hết ở đây có chỗ cắm micro rời. Đây là HDMI và đây là tai nghe. Chỗ này là USB kiêm cổng sạc. Về thẻ nhớ, ta chỉ cắm được một khe cắm thẻ nhớ SD. Đây là cái nếu ta làm dịch vụ thì cũng phải xem xét vì việc chết thẻ nhớ là khá phổ biến. Đi làm dịch vụ nói chung luôn cần dùng máy có hai khe cắm backup cho nhau. Pin của A7C dùng rất là trâu. Cái hay là trong vài chuyến đi vừa rồi mình chỉ dùng có một cục pin nhưng vẫn thoải mái, vẫn đủ. Mình nghĩ các bạn mua hai cục là cực kỳ ổn luôn. Nói tóm lại, A7C là chiếc máy full frame nhỏ gọn, chất lượng rất cao dành cho người tập chơi, nghiệp dư, bán chuyên. Kích thước của nó đủ nhỏ, vô cùng phù hợp với các chuyến đi du lịch, trèo đèo, lội suối. Chất lượng hình ảnh thì không cần phải bàn nữa vì Sony luôn ở top 1 thế giới rồi. Bạn chỉ cần cân nhắc nếu định mua về làm dịch vụ thôi, vì với một thẻ nhớ thì sẽ tiềm ẩn khá nhiều rủi ro khi làm nghề. Lý Tôm xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và xin hẹn gặp lại ở các video sau.